Bức tranh thể hiện thằng Shiva đang làm việc thiện. Thằng biểu diễn điệu múa có tên là Tăng Daka. Điệu múa dưới ánh trăng thu, ánh trăng hình lưỡi liềm. Điệu múa này diễn tả sự chuyển động vận hành của vũ trụ. Mỗi khi biểu diễn điệu múa này, thằng Shiva thường hóa ra nhiều tay và những cánh tay thường xếp thành vòng tròn để tượng trưng cho sự chuyển động. Bức chạm diễn tả thằng Shiva đang múa với 16 cánh tay xếp thành vòng tròn tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ. Tay phải chính chống vào hông, tay trái chính gập lại, lòng bàn tay xòe ra phía trước, ngón tay trỏ gập xuống dưới, ngón tay cái theo kiểu Bắc Ấn Độ, Vitaka. Thằng Shiva được xem là vua của các điệu múa.